Nếu mà đạt được giải nhất hoặc giải nhì ngày hôm nay thì mời cả các cầu thủ và các cổ động viên vào Hoàng Thành ăn một bữa no ly rồi về. Thưa quý vị, các bạn, giải bóng đá thượng viện lần thứ 16 tại Dukla Praha đã bắt đầu khởi tranh. Tham dự năm nay, đội FC Việt không mất tốt được Đại sứ quán và Hội người Việt giao trọng trách tham dự, và cũng là lần thứ tư đội FC Việt tham dự. Ba mùa trước, FC Việt không mất tốt đã hái được nhiều thành công. Đặc biệt năm 2011 đã vô địch. Năm nay với sự quyết tâm cao, FC Việt sẽ cố gắng đại diện cho hơn 60.000 người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, sẽ cố gắng tốt nhất để đạt giải. Hay quá.
Cộng 2, không. Dnešním turnaji na 9.